Xin chào anh em đang theo dõi kênh điện mặt trời của shop Sunmin Hôm nay bên em đang set up một combo điện mặt trời hybrid uh, cao cấp cho một khách hàng ở Hải Dương Cấu hình này thì khách có chọn bên em là một máy biến tần hybrid Dyer Bản uh, 6kW mọi người nhé Dyer là dòng uh, bảo hành 5 năm Và một pin lưu trữ PowerX uh, Bản này là bản gắn tủ nhé PowerX đang có hai phiên bản là bản treo tường và bản gắn tủ Bản này cũng được bảo hành uh, 5 năm một cái tủ điện full Harris bên em đấu sẵn cho khách hàng tủ này chúng ta sẽ được bảo hành 2 năm nhé đây bên em đang setup để bàn giao có hai dây nguồn lớn này các dây AC và DC đây đây là dây AC này đây là dây DC thùng này là thùng của máy đây ơi đây 6 kg nhé à, đơn này thì có 14 tấm pin mặt trời mỗi tấm có công suất là 450W anh ấy chọn thì tổng công suất vào đã là hơn 6 kg rồi máy đây thì chúng ta có thể lắp 7 cái pin vẫn được đây 6 kg đây là thùng phụ kiện này của anh Trung Hiếu thành phố Hải Dương bên em sẽ kết hợp đi một đơn của anh Trần Văn Trung ở Hải An Hải Phòng nữa anh Trung thì nâng cấp nâng cấp thêm một khối pin và hai tấm pin mặt trời thôi còn đơn mới của anh Hiếu à, Hải Dương là 14 tấm pin luôn 14 tấm 450W nhé các combo về Lux Power thì em cũng đã chia sẻ rất là nhiều ở những phần trước rồi à, Bao gồm những máy phổ thông SNA 5kg hoặc là SNA 6kg Thì những khách hàng nào đầu tư phân khúc phổ thông chúng ta cũng có những cái combo hybrid rất là hiệu quả Còn không mà anh em thích những dòng cao cấp thì có thể tham khảo uh, à, được bảo hành 5 năm Nó sẽ chung phân khúc với cả Lux Power LXP nhé đây bên em có các dòng mã là LXP 6K này, đây hybrid của Lock Power bản 6 kW, đây là bản 10 kg này. Rồi những dòng phổ thông hơn như 5 kg SNA hoặc là 6 kg SNA. Đây là các thùng máy Dyer, nó biến tần Dyer. Pin lưu trữ PowerX, đây là một combo của khách hàng. Tổng chi phí cho combo này bao gồm 14 tấm pin mặt trời này, một máy biến tần Dyer 6 kg. Dyer anh em cũng có thể chọn máy 5 kg nhé. Rồi pin lưu trữ PowerX bản bảo hành 5 năm. Một tủ điện rồi dây dẫn, vật tư, phụ kiện, các thứ, tất cả đầy đủ combo luôn. Tổng chi phí đầu tư là 79 triệu cho cái combo cao cấp này. mọi người cũng có thể tham khảo những combo em đã chia sẻ phần trước chỉ từ khoảng 45 triệu là chúng ta cũng đầu tư được những combo phổ thông giá tốt rồi. Và những combo đó cũng đầy đủ cả pin lưu trữ. Còn anh em mà chưa lắp pin lưu trữ thì có thể nâng cấp bổ sung về sau. Trước mắt nó sẽ chạy ở chế độ hòa lưới bám tải nhé. Đây là pin PowerX này, em cũng đã giới thiệu rất là nhiều phần trước rồi. Nó sẽ giao tiếp được chuyên sâu với cả biến tần của power và biến tần Dyer. Đây chúng ta sẽ xem cái cell của nó nhé. Đây, nó sẽ có 16 cell, mỗi cell là 3.28V, 3 284 Đây, 16 cell mọi người nhé. 16S sẽ sử dụng pin 3.2V thì cái khối này nó có điện áp danh định là 51.2V và dung lượng là 100 ah có nghĩa là nó lưu được 5.12kWh. Nếu mà mọi người muốn nâng cấp về sau thì có thể lắp song song nhiều khối, hai khối thì nó lưu được 10kWh. Em đã có một số khách hàng thì lắp từ 3 đến 4 khối thì sẽ tăng cái dung lượng lưu trữ lên. Bởi vì trong cái hệ thống điện mặt trời hybrid thì cái phần pin lưu trữ này tương đối cao này, anh em có thể nâng cấp bổ sung về sau. PowerX được thiết kế khá là chỉn chu Bảo hành lên tới 5 năm Dây nguồn lớn bên em tặng kèm khách hàng nhé Hệ thống này thì tổng chi phí uh, 79 triệu cho một combo cao cấp Anh em cũng có thể đầu tư từ 8 đến 10 tấm pin trước Sau này nâng cấp bổ sung Còn khách hàng thì lắp luôn đủ 14 tấm pin uh, Một máy biến tần Và một pin lưu trữ như thế này Sau này chỉ việc nâng cấp thêm pin lưu trữ vào nữa thôi Nó cũng giao tiếp ở cổng Ken Như khi giao tiếp với Lock Power nhé Cắm cổng Ken này qua đây cắm vào dây uh, ken ở trên cái máy biến tần đây driver. Chỗ này em đang cài kết nối vào battery thì nó nhận giao tiếp này. Đây. Điện áp là 52,6 V. Dòng là 0,4 A với công suất là 19 W, 20 W gì đó. Nhiệt độ là 20,7 độ C. Rồi chúng ta nhấn vào ly BMS này để xác nhận giao tiếp nhé Khi mà giao tiếp thì nó sẽ hiển thị cái tên của mạch BMS Cái này là mạch pylon Và điện áp này Dòng này Rồi SOC Và SOH Bên này là báo dòng nạp dòng xả tối đa 70A cho dòng sạc và 80A dòng xả Tuy nhiên thì với một khối 100Ah Chúng ta nên cài khống chế dòng nạp dòng xả Khoảng 20A mọi người nhé là phù hợp Có nghĩa là nó sẽ xả 0.2C đối với các dòng 100 Ah thì chúng ta cài 20A còn ví dụ như 150 Ah thì chúng ta có thể cài là 30A hoặc là 280 Ah thì chúng ta có thể cài lên 60A đây là cái tủ bên em làm sẵn cho khách hàng những cái phần hướng dẫn đấu nối này thì em đã có video chia sẻ phần trước rồi khi mà chúng ta kết nối uh, các phần cổng vào ấy thì dây dẫn là bên em tặng kèm đầy đủ nhé đây có dây AC và DC này đơn này thì sắp tới sẽ bàn giao luôn cho khách hàng bấm đầu cốt hết cả rồi mc4 này. rồi những đầu cốt uh, để đấu vào cb thùng này là phụ kiện của máy đai đây có cái nắp khi mà chúng ta lắp đặt thì phải mở cái nắp này ra nhé lắp đặt xong xuôi rồi thì chúng ta lắp lại có một cái điểm lưu ý ở trên cái dòng đai là mọi người để ý giúp em cái cực ắc quy nhé người ta thiết kế là ngược này kể cả bên ngoài thì mọi người thấy không? Thường thường ấy, các dòng máy uh, hòa lưới hoặc là dòng à các dòng máy um, của Lock Power ấy thì cái phần battery đầu vào ấy thì nó sẽ có dương, thường thường là dương sẽ luôn nằm ở bên trái, dương trước âm sau. Nhưng mà riêng cái đây 6 ký này thì người ta lại làm là âm trước dương sau. Thì âm nó sẽ nằm ở trên cao này và ký hiệu đó thì mọi người lưu ý giúp em nhé để đấu nối dương này rồi âm này, kiểu tránh ngược cực các cổng kết nối thì chúng ta có hai hai cổng pin mặt trời đầu vào này. Ví dụ 14 tấm của anh ấy thì sẽ lắp vào là một cổng uh, 7 tấm, 7 tấm nối tiếp vào cổng PV1, 7 tấm vào PV2. Các cổng COM1, COM2 để kết nối các phần giao tiếp. Rồi cổng battery này, cổng gen máy phát, cổng load và cổng grid thì cũng tương ứng với các cổng input và output à input ở đây, input và output ở trên các dòng uh, lock power thôi cổng tải này, cổng tải loát này là phần output nhé, Còn điện lưới vào là phần input là tương ứng với cổng grid này. Thì cũng có các tiếp điểm người ta ký hiệu đây cả. Mọi người có thể đấu nối rất là dễ dàng. À, có CT, CT thì chúng ta cắm vào chân 3 4 nhé. Đây là máy săn 6k này. Bên em đang sẵn cả các dòng biến tần của Lacpower và Dyer. À, Dyer có săn 6k này, rồi 5k, 8k, 16k là các dòng một pha. Còn 3 pha thì chúng ta đang có 8 ký và 12 ký là dòng 3 pha. Đây tủ bên em cũng làm sẵn và ký hiệu hết cả rồi. Output này thì mọi người đấu tương ứng với cổng loát nhé. Còn grid này thì là phần AC input này. Dưới này có một add cho tải nhà thì đấu qua từ ATS cả rồi. Phần này em cũng đã hướng dẫn rất là chi tiết. Có add battery này. hai add cho hai dàn pin mặt trời. hai chống xét Đây có một chống xét phần AC và một ATS như vậy. Tổng chi phí cho combo này thời điểm này ấy, là chỉ có 79 triệu. 79 triệu mà chúng ta có một combo cao cấp này Các máy biến tần và pin lưu trữ thì bảo hành 5 năm Và các tấm pin mặt trời thì bảo hành lên tới 12 năm Đó, giúp chúng ta yên tâm sử dụng Còn anh em mà có tài chính thấp hơn Cần đầu tư những dòng phổ thông ấy Thì tham khảo những con lock power này Lock power phổ thông này cũng rất là ok nhé SN 5kg hoặc là SN 6kg 6kg cũng đã được nâng cấp lên city ngoài rồi Chạy ổn định và êm ái rồi anh em cần tư vấn những cấu hình phù hợp nhất ấy, thì có thể liên hệ qua Zalo là 0375 122365 hoặc là 0382 124 123 mọi người nhé. Video này em xin tạm dừng tại đây. Chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.